hôm nay không tính nhưng mà đi chơi được. Cuộc đi chơi đã thành công. Hôm nay trời không có mưa. Em yêu, cứ ngồi ăn cơm cháy vào đường luôn. Chết rồi. Ôi em, từ chỗ mình đi bộ xuống đây một chút quá. Nguyên chỗ mấy ngồi ăn người hoa nè. Phía bên kia cũng nhiều lắm. Dạ. Ủa, mình đang tính vụ đây. Bây giờ mình đi đâu vậy? Mình đi vườn bướm. Vườn bướm. Và đi tắm biển. Và đi tắm suối. Sao mình quay mà mình nó xa xa ta? Ngưng cúc đi. Tơi tái. Có khi nào sầu riêng nó rụng lỗ đầu không trời? À, toàn là sầu riêng không à. Khi nào nó rụng lủng đầu không? Dành cho họ coi chơi.